Với mong muốn giới thiệu giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh và bền vững cho các địa phương và doanh nghiệp, hội thảo chuyển đổi số theo hướng xanh và bền vững do Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Năng lượng XTL và Tập đoàn Green Yellow tổ chức vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Hội thảo có sự tham dự của ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện một số sở ban ngành và hơn 40 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe giới thiệu cơ chế chính sách hợp tác đầu tư chuyển đổi năng lượng giữa Tập đoàn Green Yellow, Công ty Cổ phần Năng lượng XTL với các doanh nghiệp thông qua mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng ESCO tại Việt Nam. Với mô hình này, khách hàng sẽ được cam kết về hiệu quả đầu tư và được hỗ trợ các giải pháp tài chính ưu đãi khi triển khai tại đơn vị. Đại diện các doanh nghiệp cũng đặt nhiều câu hỏi xoay quanh việc hợp tác đầu tư về công nghệ pin mặt trời, việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác với phía công ty năng lượng. Nhân dịp hội thảo, Công ty Cổ phần Năng lượng STL đã ký thư ghi nhớ hợp tác với một số doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ.